Vâng, xin kính chào tất cả các bác đến với Kỳ Lân Luxury. Và ngày hôm nay em xin phép giới thiệu đến tất cả các bác. Và ngày hôm nay trong clip này em muốn giới thiệu đến tất cả các bác đó là chiếc điện thoại gì ạ? Đó chính là chiếc điện thoại Virtu Signature M điểm vàng. Đây chúng ta đang xem, đây là một chiếc điện thoại Virtu Signature M điểm vàng. Điểm vàng là sao ạ? Tất cả những hợp phím trên này đều là hộp vàng hết. Nguyên zin 100%. Và từng cái con ốc trên đây là từng hộp vàng. Từng ốc là từng hộp vàng bằng thật hết. Và từng nút bấm volume hay là từ nút bấm phím, mỗi hộp là mỗi hộp vàng. Và dòng Virtu Signature M là một sản phẩm rất là hiếm trên thị trường. Đến thời điểm hiện tại này, Signature M gần như là tuyệt chủng rồi, mà cầm lên tay một con máy Signature thì rất là hiếm rồi. Và đặc biệt là một con máy mà phải nói là nó line new còn đẹp như thế này, mới can xà beng như thế này, thì cái độ hiếm của con này nó tăng lên gấp bội phần. Và Kỳ Lân Luxury là đơn vị chuyên cung cấp tất cả sản phẩm luxury đẳng cấp VIP danh nhân, như là đồng hồ, như là điện thoại, đồng hồ, các sản phẩm thời trang, xin VIP, xin số đẹp. Việc còn lại của các bác thì các bác hãy muốn cho mình có một sản phẩm VIP, một sản phẩm danh nhân, một sản phẩm mà phải nói là thượng lưu, thì hãy truy cập vào website kylanluxury.com để xem tất cả sản phẩm của bên em. Và nói rõ với các bác là tất cả sản phẩm của bên Kỳ Lân Luxury, tất cả sản phẩm của Kỳ Lân Luxury đều để giá công khai trên website, và các bác cứ vào website kylanluxury.com để xem chi tiết từng sản phẩm, có giá cả cụ thể, có hình ảnh chi tiết và video đính kèm. Thì các bác mua sản phẩm nào cứ vào đó và xem. Và đừng quên gọi số like 0901 247 27 để gặp Kỳ Lân Luxury tư vấn hỗ trợ từ A đến Z.